Армия сейчас не просто наш партнер, это действительно наш дорогой друг, которого мы очень любим и ценим, и благодаря которому во Вьетнаме вот такая сильная, растущая команда. Спасибо вам, мистер Мин. Kính thưa giám đốc khoa học của tập đoàn, kính thưa lãnh đạo của Cyber Wellness Việt Nam và thưa toàn thể anh chị em, trong giờ phút này thực sự là tôi vô cùng xúc động và trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vừa mới nhận lời cảm ơn của chị Olga, nhưng mà thực sự tôi muốn bắt đầu có 10 phút để nói hành trình 10 năm. Bây giờ là 9 giờ 26 phút và tôi muốn bắt đầu bằng 30 giây tất cả chúng ta im lặng, chúng ta cảm ơn, chúng ta nói lời cảm ơn Thượng Đế vì chúng ta đã hiện diện trên trái đất này. Chúng ta nói lời cảm ơn cha mẹ chúng ta nói lời cảm ơn chính mình, chúng ta nói lời cảm ơn Chủ tịch và giám đốc khoa học, người đã sáng lập ra một công ty tuyệt vời để chúng ta có một môi trường mà chúng ta sống những ngày sống đáng sống. Và chúng ta cảm ơn những nhà khoa học Nga, và đứng đầu là viện sĩ Yuri Petrovich Dizhev, người đã có tới 400 công trình khoa học và 10 năm qua đã đem lại rất là nhiều giá trị cho Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta cảm ơn chính mình, chúng ta cảm ơn những đồng đội của chúng ta đã đi cùng chúng ta trong 10 năm qua, mà các bạn đã xem thước phim thật là bồi hồi. Có những giờ phút mà một người phụ nữ bụng chừa 11 giờ đêm vẫn đi ở rừng núi để mà chia sẻ cho cộng đồng. Có những giờ phút mà cái xe của tôi á, đến nó bị ngập nước và tôi phải bỏ xe ô tô lại và sau đó tôi đi xe máy và trên những con đường dốc lở. Có những lúc mưa táp vào mặt để chúng ta đem đến cho cộng đồng chúng ta những thời hiện nay ấy. Cho đến nay Cyber Wellness chúng ta đã khẳng định ở Việt Nam 10 năm. Vì vậy cho nên ấy, xin 30 giây chúng ta im lặng. Chúng ta cảm ơn chính mình và cảm ơn những điều tôi vừa nói. Cảm ơn những người mà đã đem đến cho chúng ta một cơ hội tuyệt vời và để ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy nhau ở đây. Để ngày hôm nay chúng ta ôm nhau và chúng ta cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Đấy là tình yêu, cái mà tuyệt vời nhất mà chỉ có loài người chúng ta mới có. Xin bắt đầu. Thưa các bạn, giờ này ở Siberia tuyết phủ trắng âm 70 độ. Giờ này Việt Nam chúng ta vẫn mặc rất bình thường thế này. Một nơi mà tuyết phủ như vậy, có những con người vô cùng nhân hậu. Novosibirsk là một trung tâm khoa học lớn nhất của nước Nga. Nơi đấy có những nhà khoa học tuyệt vời. Và chính vì tình yêu con người, chính vì cái mong muốn, khát vọng muốn con người khỏe mạnh và muốn thế giới này tốt đẹp hơn, cho nên là chủ tịch của chúng ta Tatiana Gorokovskaya vào thời bà mới có 21 tuổi đã đứng ra thành lập một công ty mà chúng ta tưởng tượng là tôi 60 tuổi mới bắt đầu vào công ty này, thì chúng ta phải tưởng tượng được con người này tuyệt vời như thế nào. Chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho chủ tịch của chúng ta và xuất hiện trong sự kiện này. Tôi đã nói về những nhà khoa học Nga. Không có những nhà khoa học Nga và không có nền khoa học Nga thì không có những sản phẩm mà 10 năm qua đã chinh phục. 10 năm qua đã làm cho hàng triệu người Việt Nam chúng ta khỏe mạnh. Và đặc biệt trong 2 năm Covid, chúng ta trong cộng đồng Cyber Wellness của chúng ta không có một người nào chúng ta bị chết. Chúng ta dành cho các nhà khoa học Nga một tràng pháo tay nữa. Thưa anh chị em, vào năm 2014, tháng 9 năm 2013, công ty đã có mặt ở Việt Nam.
Và thời điểm đó thì tôi vẫn còn đang rất là vừa mới nghỉ hưu, đầy bệnh tật. Và dùng các sản phẩm của Pháp và tôi không tin sản phẩm của Nga. Nhưng mà sau đó thì Anton gọi cho tôi một cú điện thoại qua cái quen biết là đứa cháu tôi cho số điện thoại. Thì tôi vốn trong sẵn trái tim với tình yêu nước Nga và tình yêu người Nga. Tôi học ở Nga, tôi biết tiếng Nga như tiếng mẹ đẻ. Thứ hai, tôi đọc văn học Nga, tôi yêu người Nga, tôi rất yêu người Nga. Tôi yêu phụ nữ Nga lắm, họ nhân hậu, họ có cái trái tim của phụ nữ phương Đông. Nhưng họ có cái hình thể đẹp của châu Âu, họ có cách sống của người châu Âu. Cho nên là nước Nga và phụ nữ Nga mang trong mình cái tấm lòng, cái dusha của người Việt chúng mình. Họ rất giống mình về mặt tâm hồn, nhưng họ có trí tuệ rất là lớn và họ có một cái generous, tức là một cái sự cho đi rất là lớn. Mà vào đúng thời điểm khi mà tôi đã trải qua một cái thăng trầm rất là nhiều của cuộc sống, đến khi tôi nghỉ hưu là 60 tuổi, thì tôi bước vào tập đoàn này. Và khi tôi bỏ ra 3 tháng tôi tìm hiểu về tập đoàn và các sản phẩm của tập đoàn xong, thì tôi không còn một cái nghi ngờ gì và bắt đầu tôi lên tôi ký hợp đồng. Tôi ký hợp đồng và sau đó, từ đó cái niềm tin nó như là sắt đá. Và tại cái lễ kỷ niệm lần thứ 18 của tập đoàn ở Sochi vào tháng 9 năm 2014, tôi có nói một câu là phúc cho những ai chưa thấy mà tin. Đấy là câu trong kinh Phúc Âm. Và tôi nói rằng hôm nay tôi gieo cái niềm tin là người đầu tiên Việt Nam tại diễn đàn này. Tôi xin hứa với chủ tịch và cả hội trường của rất nhiều quốc gia, các anh chị em cùng nhau, Việt Nam chúng tôi sẽ là một thành viên rất mạnh và rất đông và thành công trong cái gia đình lớn của Simi. Chúng ta thấy có mấy công ty mà coi nhau như gia đình. Cho nên là tôi thấy các cái nhà kinh doanh đi đầu với chúng tôi, những nhà lãnh đạo trong một thời gian qua đi cùng với tập đoàn, họ coi công ty như gia đình của mình. Thậm chí họ coi lãnh đạo như là những người cha sinh mẹ dưỡng ra mình. Bởi vì có những người đã thay đổi cuộc đời một cách toàn diện. Có những người từ những lúc rất là khổ, tôi đến những căn nhà, ví dụ như vừa rồi đấy, chúng ta thấy xuất hiện những cặp rất là trẻ. Đấy, ví dụ như Trọng Tấn và Mai. Những cái năm đó, các em sinh năm 88, sinh năm 91, vừa mới ra đời, không có tiền, con thì nhỏ, bản thân thì rất là làm ở bệnh viện, rất là hết lòng, nhưng chỉ có mấy triệu lương. Tôi vào thăm các cháu, cuộc sống rất khó, nhưng chỉ sau 3 năm, các cháu đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời. Đấy là lớp trẻ. Thế còn những lớp mà như chúng tôi, thì như tôi đầy bệnh tật, nhưng bây giờ thì anh em thấy tôi có nhiều năng lượng không? 70 tuổi tôi sẽ tiếp tục đi với các bạn đến 80 tuổi đấy. 80 tuổi vẫn là còn thanh niên. Đó là nhờ Cyberbrains, đó là nhờ những dòng sản phẩm. Nhưng mà đi với CBD, chúng ta không chỉ có sức khỏe, chúng ta có rất nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, mà không có một môi trường nào chúng ta có nhiều trải nghiệm như vậy. Chúng ta có những cái thăng hoa của những chuyến du lịch đến những cái vùng đất như Siberia, đến những cái thảo nguyên mênh mông mà như cát đã cưỡi ngựa, đấy, đã leo lên những mỏm núi ở Altai, đã đến được Tanzania đi trong rừng để mà bay máy bay cùng với chủ tịch để thăm những cái rừng quốc gia ở Tanzania. Chúng ta đến được rất nhiều nơi, đến những nơi như Dubai. Và tôi có nhớ rằng là chính ngày sinh nhật của tôi được thuyền trưởng một cái tàu rất là Medisa, cái tàu rất là khủng, một cái tàu 6 sao, là gửi tặng tôi cái thiếp chúc mừng. Và cái bữa ăn sinh nhật của tôi là trong một cái phòng VIP ở trong cái con tàu đó. Mọi người chúc mừng sinh nhật tôi, và cái bữa ăn sinh nhật của huynh thì dưới cái ngọn tháp Khalifa ở Dubai. Chúng ta có những giờ phút thăng trầm như vậy, nhưng để có được cái đó thì tôi rất biết ơn. Tôi biết ơn những giọt nước mắt của Trương Huy Cường và Trần Thị Kim Dung. Tôi biết ơn những cái giờ phút mà Ngô Văn Cát và Tống Thị Thúy, là có những lúc mà phải nói là vượt qua những khó khăn vô cùng luôn, không có tiền. Tôi với Cường đã ăn cơm 25.000, mà tôi trước khi nghỉ tôi là vụ trưởng, không đến nỗi đói. Nhưng mà mình hạ cái mình xuống, mình cùng với các em ăn cái bữa ăn 25.000, nghỉ trưa, và rất nhiều đêm chúng tôi thức trắng với nhau. Tôi cảm ơn những đêm thức trắng của các em. Tôi cảm đêm những ngày mà các em không mệt mỏi. Tôi đã có một cái xe Mitsubishi nát bét. Nhưng mà sau đó thì vào tháng 1 năm 2016, thì 4 chiếc xe đầu tiên thì chúng tôi đã bằng tiền của CD tự mua cho mình và gắn logo CD, và từ đấy chúng tôi lan tỏa và các bạn đã nhìn thấy.
Có tôi rất nhiều những chiếc xe mà chúng tôi được mua bằng cái thu nhập từ CBD, cũng nhiều trăm chiếc mà chúng tôi trải qua. Thì những cái ngày đầu tiên của năm 2014-15, đó là những cái ngày gieo niềm tin. Gieo niềm tin sẽ gặp phép màu. Và niềm tin đó cho đến bây giờ không hề lay chuyển. Ngày thời điểm này, khi mà thời điểm mà công ty chuyển đổi sang cái hình thức kinh doanh mới, có nhiều những người chưa hiểu hết thì có những cái băn khoăn, nhưng mà chúng tôi thể hiện đó là cách chúng ta tự thay đổi chính mình phù hợp với cái đặc điểm của thị trường, đặc điểm của luật pháp Việt Nam. Miễn là chúng ta đem giá trị, gieo giá trị cho cộng đồng của chúng ta, miễn là chúng ta đưa cái sản phẩm tốt nhất của các nhà khoa học Nga với cái giá cả cực kỳ Việt Nam và với một cái dải sản phẩm thì vô cùng là phong phú, phù hợp với mọi đối tượng, kể cả từ em bé mà kể cả từ bà mẹ trước khi mang thai. Cho nên là chúng ta đi với CBD, chúng ta có rất nhiều giá trị. Chúng ta có những cái điều gì mà các bạn theo đuổi trong cuộc sống, ở đây các bạn tìm thấy, đó là tình yêu, đó là niềm tin, đó là sự trung thực, đó là minh bạch, đó là cho đi. Và chúng ta cho đi là chúng ta nhận lại. Vào năm 60 tuổi tôi cực kỳ, có thể là lương hưu có hồi đó có 8 triệu thôi, bây giờ thì tăng lên được 9,7 triệu. Và nếu như không có Cyberonis tôi không có được cuộc sống ngày hôm nay. Cho nên chúng ta có nói ngàn lời biết ơn cũng vậy thôi. Cho nên hôm nay tôi muốn khẳng định một điều rằng tất cả những thước phim, tất cả những điều trải nghiệm trong 10 năm không thể nói trong 10 phút được. Chúng ta hãy cứ im lặng, chúng ta nghĩ về những người đã đi. Những người nào hôm nay mới là chỉ có là một vài tháng, các bạn hãy tìm hiểu những người đã đi. Và các bạn hãy nhìn vào triển vọng 10 năm tới với một cái đất nước 100 triệu dân, với một cái đất nước mà công nghệ thông tin ấy bây giờ phủ rất là lớn. Vào năm 2017, lúc đó thì lãnh đạo nhà nước ấy đã có những ý định, đã nói có những cái đầu tiên những cái ý tưởng về vấn đề công nghệ 4.0. 2017 ấy, tôi đã đưa ra một cái slide cho hệ thống, lúc đấy là cho tất cả những nhà kinh doanh, là chúng ta phải áp dụng ngay Internet Marketing, chúng ta phải áp dụng ngay thương mại điện tử, và chính phủ sau này sẽ ra. Và chúng ta đi sớm như vậy, vì vậy trên tập đoàn đã chuyển rất nhanh từ cái việc chúng ta lên văn phòng mua hàng, chở rất là nhiều thứ. Sau đó thì toàn bộ bây giờ chỉ có 3 ngày thôi. Đấy, ngày hôm nay đặt hàng, ngày thì 2 ngày sau hàng đã về tôi ở Hòa Bình và ở quê tôi Phú Thọ. Cho nên là đấy là thực sự là những cái rất là nhiều những điều chúng ta không thể nói được, nhưng tập đoàn đã đáp ứng được toàn bộ cái kinh doanh của chúng ta chỉ ngồi ở đây. Cho nên là hệ thống chúng ta phát triển từ Cà Mau mà chúng ta phát triển lên tận Cao Bằng. Cao Bằng chúng ta có phó chủ tịch tỉnh về hưu rồi còn tham gia. Và Cà Mau thế còn lớp trẻ chúng ta rất là nhiều. Tôi khẳng định rằng công việc này là của lớp trẻ. 10 năm tới là của các bạn trẻ. Tôi 60 tuổi bắt đầu kinh doanh mà đến bây giờ 70 tuổi thì còn như thế này. Thì tôi chúc mừng các bạn trẻ, các bạn mới có 20 tuổi như Phan Trọng Tấn, là bước vào là 23, 24 tuổi thôi. Bây giờ hơn 30 tuổi đã có một cơ nghiệp. Còn Trương Huy Cường thì các bạn đã thấy rồi. Thế thì 10 năm sau các bạn thấy thế nào? Với cái dòng sản phẩm như thế này, với cái dải sản phẩm rất là rộng, với cái thị trường tốt như thế này, với cái chính sách của chính phủ chúng ta về thương mại điện tử, thì chúng ta không có gì là chúng ta không thể thành công với Cyberdynamics. Thành công ở đây có nghĩa là chúng ta trở thành người hạnh phúc, chúng ta trở thành người có giá trị với xã hội, chúng ta trở thành người được gia đình mình yêu quý, và chúng ta đem lại giá trị cho cộng đồng. Tôi xin cảm ơn tất cả.